Trong thư gửi các cháu nhi đồng nhân dịp Trung thu năm nào, Bác Hồ đã viết những câu thơ sau: Chín Tết Trung thu, 8 năm kháng chiến, các cháu khôn lớn, Bác rất vui lòng. Em nghĩ là Trung thu năm 1945, năm 1954 ạ. Vâng, Thanh Duy nghĩ là năm 1954 và không biết các bạn thí sinh còn lại có suy nghĩ khác không? Chúng tôi nhận được tín hiệu từ Khánh Bình. Năm 1953. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi là năm 1953. Chúc mừng Khánh Bình! Hiện tại bây giờ thì Duy và Bình đang có số điểm bằng nhau là 225 điểm, một số điểm rất cao. Với tất cả những cái chiến lược của mình thì câu hỏi tiếp theo bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không chọn ngôi sao hy vọng ạ. Chúc bạn sẽ thật thành công với câu hỏi sau đây. Vật dụng nào đã giúp nhà bác học Coulomb phát hiện ra định luật tương tác của các điện tích điểm? Hai quả cầu có điện tích trái giống nhau. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng gõ chuột rồi ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tiếp tục là Khánh Bình ạ. Câu trả lời của em là chiếc cân xoắn. Câu trả lời của Khánh Bình là chiếc cân xoắn. Và với câu trả lời này thì bạn đã vươn lên tạm dẫn đầu là leo núi trong ngày của chương trình hôm nay. Thí sinh giành được giải nhất tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Linh.